Cậu học sinh có khuôn mặt già như quả cà này không biết cơ to thế nào mà dám dùng camera quay bài trong giờ kiểm tra, đã thế lại được ông cảnh sát trưởng điều động toàn bộ nhân viên ngồi tra cứu bách khoa toàn thư tìm giúp đáp án, thậm chí còn tung cả con át chủ bài là bà lao công ra trợ giúp. Cuối cùng nhờ đội hậu thuẫn siêu bá đạo đó anh làm bài ngon ơ và lên nộp đầu tiên, được đà còn huênh hoang lên mặt với cô bạn cùng lớp, lần sau có bài nào khó thì cứ nhờ đến anh. Ai ngờ lúc chấm điểm thì sai miệng nó 99 câu, chỉ đúng được duy nhất một câu do bà lao công chỉ bài. Vậy rốt cuộc thì ông chú học sinh này có liên quan gì với đội quân cảnh sát bất ổn kia thì mời các bạn cùng mình đón xem bộ phim nha. Anh ta tên Trương Hạo là một thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm đang được điều động đến hiện trường một vụ cướp. Kế hoạch của cả đội là bao vây từ phía sau đó âm thầm đu dây xuống áp sát quân địch. Ai dè lúc đó lại có một tên nắm đầu cô gái lôi đi hành hạ, làm cả đội đành phải ra tay hạ gục từng tên một. Thiên Hạo phía này thấy gái xinh không kìm lòng được lao nhanh ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù trong lúc giao đấu anh không may bị đâm vào chân, nhưng với trình độ không đùa được đâu, Thiên Hạo đã nhanh chóng tặng cho tên cướp vài viên kẹo đồng tiễn hắn về miền cực nhọc. Cô gái rất cảm kích tinh thần nghĩa hiệp của anh nhưng lại chỉ kịp nhìn thấy con ve chó trên đùi mà thôi. Mọi chuyện tưởng như thế là xong xuôi, không ngờ phút cuối ông cục trưởng Đạt Văn Tây lại bị một tên ria mép bắt giữ làm con tin. Hắn đòi cấp một chiếc máy bay nhưng làm méo gì có đâu, hắn lại đòi xe cảnh sát nhưng Thiên Hạo lại nói rằng theo luật thì không cho ai mượn. Thế là tên ria mép cay cú cấp độ âm vô cực lôi luôn quả bom hẹn giờ trong người ra hăm dọa, yêu cầu cảnh sát bỏ súng xuống nếu không sẽ xin nhẹ cái đầu của cục trưởng Đạt Văn Tây. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng vậy mà một chú thạch sùng từ đâu xuất hiện, kết quả làm khẩu súng bị cướp cò bắn thẳng vào chân ông cục trưởng số nhỏ. Nhân lúc hiện trường hỗn loạn, Thiên Hạo nhặt súng lên dùng chân gài đạn bắn một phát headshot thành công làm bay màu tên ria mép xấu số. Cuối cùng nhờ sự hy sinh bất đắc dĩ của ông cục trưởng mà băng cướp đã bị tóm gọn. Ngày hôm sau ông chống nạng đến văn phòng, Thiên Hạo nhìn thấy cái chân đau thì lo bị sếp trách tội lắm. Ai ngờ ông còn mỉm cười khen Thiên Hạo nhiệm vụ lần này đã làm rất tốt, vì thế mà được thăng chức lên làm phó cảnh sát trưởng. Cứ tưởng sự nghiệp từ đây sẽ bay lên như diều gặp gió, ai dè cũng là phó nhưng lại là phó trực khu phố. Ngày đầu tiên nhận chức, Thiên Hạo được chào đón bằng cảnh hai thanh niên ngáo ngơ phê cần, liên tục dùng chai đập vào đầu yêu cầu được giam vào tù, nếu không được như ý chúng sẽ biến nơi này thành trại thương điên luôn. Thiên Hạo thấy cảnh này thì mắt chữ ô mồm chữ á, không ngờ lại có thứ tội phạm nguy hiểm thế này, mà đồng đội của Thiên Hạo ở đây cũng nguy hiểm không kém. Cảnh sát trưởng ăn mặc như một dân chơi còn hai khứa cấp dưới thì không khác gì chủ quán nước ven đường. Đang thấy cuộc đời bế tắc thì cấp dưới nhận được một cuộc gọi báo đại án. Thiên Hạo hùng hổ cầm súng xông vào, ai dè đó lại là vụ vợ chồng cãi nhau vì mua nhầm thuốc, một người khỏe hai người vui. Giả Thiên Hạo nhìn cái chai thì cay lắm nhưng vì nhiệm vụ nên vẫn phải dẫn đàn em đến thu hồi. Đúng lúc này thì anh nhìn thấy con thạch sùng chết tiệt lần trước, anh sai ngay cấp dưới đi bắt nó về. Má mày, vì mày mà tao ra nông nỗi này. Trên đường về thấy đồng đội cũ đang phá án, Thiên Hạo theo thói quen nghề nghiệp vào hỏi thì gã kia bảo bí mật không cho biết. Đến lượt hắn hỏi lại, Thiên Hạo cũng méo trả lời cho bõ ghét, chứ để nó biết mình đang đi thu hồi thuốc tích xuân sớm thì không biết úp mặt vào đâu cho hết nhục. Thấy tên này ra lệnh còng tay nghi phạm về quy án, Thiên Hạo cũng không chịu kém cạnh, anh cũng cho cấp dưới còng tay con thạch sùng về luôn cho nó chết chơi người rơi. Mặc dù cố ăn thua với đồng đội cũ nhưng ngay sau đó Thiên Hạo vẫn thấy nhục dần đều, vì thế anh đã rủ hai anh quạt mo cấp dưới mặc thường phục đi tuần ngoài đường cho đỡ buồn chán. Vừa đến đầu phố đã gặp ngay cô em quảng cáo massage khỏe lúc đầu nhưng mệt về sau, Thiên Hạo liền lôi thẻ ngành ra dọa dẫm. Ai ngờ cô ta không sợ mà còn nói giảm 50% vì là cảnh sát. Chưa kịp hoàn hồn vì độ bá đạo của cô nàng thì một chiếc xe ô tô màu trắng chạy đến cuỗm Thiên Hạo đi mất, thì ra người bắt anh đang làm việc cho ông cục trưởng Đạt Văn Tây. Vì vẫn còn cay cú cái chân bị thọt nên ông trả thù bằng cách giao cho Thiên Hạo một nhiệm vụ nguy hiểm. Dạo gần đây nổi lên một nhóm tội phạm có hình xăm rocker trên người, chúng ngụy trang là một công ty nhưng lại ra tay giết người không chớp mắt. Tay đầu sỏ tên Mã Lỗ đã bị bắt chờ ngày ra tòa, kế toán của hắn ta đã đồng ý đứng ra làm nhân chứng nhưng một kẻ nào đó đã cướp ngục bắt ông ta đi, trong khi đứa con là Hoàng Anh thì không tin vào cảnh sát. Vì vậy nhiệm vụ của Thiên Hạo lần này là tiếp cận làm thân với Hoàng Anh, một mặt bảo vệ cô bé nhân tiện dò tìm tung tích của ông kế toán kia. Ngay sau đó Thiên Hạo được cấp tiền và làm mới hồ sơ để thuận lợi trà trộn vào trường, chỉ tiếc là khuôn mặt già như quả cà nên làm ông hiệu trưởng nghi ngờ. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em chưa 18 ạ. Sao tôi nhìn cậu còn già hơn cả tôi vậy? Thấy ải này khó có thể qua theo cách thông thường, Thiên Hạo liền rút ra một cọc tiền hối lộ, nhưng như thế vẫn chưa làm hài lòng ông hiệu trưởng nên anh phải đút thêm một cọc tiền nữa để được chung lớp với Hoàng Anh. Đến nước này thì ông hiệu trưởng cũng không khách khí lôi ra một danh sách bảng giá chỗ ngồi. Trương Hạo nghe ông giới thiệu về khu vực VIP có nhiều hot girl chân dài cũng phấn khích lắm, nhưng khi kiểm tra thì trong túi chỉ còn cái nịt nên đành ngậm ngùi ngồi cuối lớp với cậu bạn bốn mắt chuyên gia cầy bài tập thuê.
Đang ngáo ngáo ngơ ngơ thì cô chủ nhiệm bước vào, nhìn thấy cô giáo ngon hết nước chấm làm Thiên Hạo xốn sang con chim, chưa kịp nghĩ xem sau này đặt tên con là gì thì chợt nhớ ra mình còn nhiệm vụ cần làm, thế là anh đứng giữa lớp hỏi ai là Hoàng Anh. Sau câu nói đó Thiên Hạo lĩnh hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn, còn chủ nhân cái tên thì im lặng méo thèm quan tâm. Giờ ra chơi Thiên Hạo cố tình tiếp cận Hoàng Anh, còn ngông nghênh vỗ vai Khứa ngồi phía sau bảo đổi chỗ với mình, không ngờ đụng đúng thằng cu em có tí số má trong trường, kết quả là Thiên Hạo bị đấm cho sưng mõm, anh cay lắm nhưng vì để hoàn thành nhiệm vụ nên phải cắn răng chịu đựng. Theo lời của Khứa kính cận Thiên Hạo mới biết tiết sau có bài kiểm tra đột xuất, nhưng anh thất học bao nhiêu năm thì làm sao có thể làm nổi, thế là anh phải gọi điện về xin ông sếp giúp đỡ. Cả đồn cảnh sát nhanh chóng được tập hợp lại giúp Thiên Hạo làm bài kiểm tra, ngay cả cô lao công cũng được chiêu mộ ngồi lên hẳn ghế VIP. Thông qua con mắt gắn camera, mọi người sẽ đọc đề bài, sau đó dùng bộ đàm báo đáp án cho Thiên Hạo. Mọi việc tưởng chừng như tiến triển thuận lợi, ai dè anh bất cẩn đánh rơi con mắt camera xuống đất đúng lúc cô giáo đi ngang qua và đạp lên nó. Thiên Hạo phải cúi xuống tìm nhìn, chẳng khác gì một tên biến thoái. Cô giáo phát hiện ra điểm bất thường liền quay lại, ai ngờ chiếc camera lại chĩa thẳng vào cặp bưởi to tròn chín mọng, làm mấy anh cảnh sát nuốt nước miếng ừng ực. Có cặp bưởi này mà mang về trưng bày ngày Tết thì chắc chắn sẽ phát tài. Những tưởng có đội ngũ rất chi là hùng hậu phía sau thì điểm của Thiên Hạo sẽ là tuyệt đối, ai dè các đáp án mà đội cảnh sát đưa cho lại sai hết sạch, chỉ đúng được mỗi đáp án của cô lao công. Khứa kính cận ngây thơ chép bài cũng chung một kết quả, nhưng không ngờ lại được hiệu trưởng khen ngợi. Cuối cùng thì thầy cũng thấy em trả lời đúng được một đáp án, điều này làm cu cậu coi Thiên Hạo như ân nhân của cuộc đời mình, còn cô giáo thì phải nhận trách nhiệm dạy thêm cho hai đứa học sinh ngu lâu rốt bền khó đào tạo này. Tan học, Thiên Hạo lại tiếp tục kế hoạch làm thân với Hoàng Anh. Thấy cô nàng lái chiếc Ferrari xịn sò, anh liền khoe mẽ nói rằng tôi cũng có một chiếc nhưng là bản giới hạn cao cấp hơn. Kết quả là vì chót cho miệng đi chơi xa, Thiên Hạo lại phải gọi điện nhờ cậy đến ông sếp. Cứ tưởng yêu cầu này quá đáng, ai dè ông sếp lại đồng ý ngay. Cơ mà chiếc Ferrari này có gì đó sai sai, trong khi người ta có thể đóng mở được mui xe thì mình phải dùng quả ô 7 màu che nắng, kính nhà người ta tự động lên xuống, còn của Thiên Hạo phải chạy bằng cơm. Mỗi khi muốn nổ máy thì phải tích cực quay tay, chẳng khác gì công nông đầu kéo của Việt Nam cả. Vật vã mãi cuối cùng cũng đuổi theo Hoàng Anh đến hộp đêm nhưng bị bảo vệ chặn lại vì muốn vào đây phải có tiền mua thẻ thành viên. Thôi thì việc gì khó lại có sếp lớn lo, ông cho gọi hết nhân viên đến quyên góp mỗi người một ít, chỉ tội mấy anh cảnh sát móc nhẵn túi mà vẫn chưa đủ. Rất may lúc đó lại có một tay nhà giàu đang bị bắt giam, thế là ông sếp dở thói côn đồ chấn lột của hắn cho đủ tiền. Không ngờ vừa vào bên trong anh lại chót cho miệng đi chơi xa lần nữa, nghênh ngang đến bàn của Hoàng Anh nói bàn này tôi sẽ bao hết, thế là ăn ngay hóa đơn 188.000 tệ. Mặc dù nghe xong choáng lắm rồi nhưng vẫn phải tỏ ra mình ổn, sao rượu ở đây rẻ thế nhỉ? Anh lại muối mặt gọi điện nhờ tới cấp trên xử lý, nhưng giờ thì mọi chuyện đơn giản rồi, chuyện gì khó giờ đã có anh nhà giàu kia lo là ổn hết. Cùng lúc này bọn người của tổ chức dốc cơ cũng đã phát hiện ra Hoàng Anh, chúng lén bỏ thuốc mê vào ly rượu cho bồi bàn mang đến, nhưng vì cái tính mê gái không ai bằng nên Thiên Hạo tu một hơi hết sạch, kết quả anh gục xuống bàn ngủ như chết, cho đến khi tỉnh dậy thì đã ở trong lớp học từ bao giờ rồi. Lần này Thiên Hạo chơi lớn, quyết định tỏ tình với Hoàng Anh ngay trong lớp, ai dè lúc ném lên lại bị cậu bạn tóc vàng hoe bắt được, hắn viết thêm vài chữ rồi ném thẳng lên chỗ cô giáo luôn. Hậu quả cô giáo đọc xong liền cho Thiên Hạo ăn nguyên một cái rẻ lau bảng. Đang buồn ngồi thù lù một góc thì bất ngờ nhận được thư của Hoàng Anh. Thiên Hạo hí hửng chạy lên sân thượng chờ đợi người đẹp, nào ngờ đâu là cậu tóc vàng hoe cùng đồng đội kéo lên đánh hội đồng. Việc đến nước này thì còn ngại bố con thằng nào nữa, Thiên Hạo hùng hổ cầm ghế lao lên, ai dè anh dùng nó để lót quỳ gối xin tha cho đỡ nhục. Đúng lúc này thì cô giáo đi lên giải cứu, Thiên Hạo thấy thế liền giở trò ăn vạ của chú Chí Phèo, tự đấm liên tiếp vào mặt cho mình chảy máu mũi. Kết quả sau màn khổ nhục kế đó, Thiên Hạo được cô giáo thương tình dìu xuống phòng y tế, còn đội của tóc vàng hoe thì bị mang tiếng hành hung bạn học. Ba thanh niên đi cùng nhìn thấy Thiên Hạo cứ ôm khư khư cô giáo thì khâm phục lắm, chúng nguyện tôn anh lên làm đại ca. Để tiếp tục kế hoạch tiếp cận Hoàng Anh, Thiên Hạo lại gọi điện về cho sếp lớn xin tiền thuê du thuyền đi chơi, nhưng lần này cả đồn cảnh sát đồng loạt chĩa súng vào người đòi tự soát, mà ông sếp cũng phải bán cả quần áo đi rồi còn cái méo gì nữa đâu. Ông tuyên bố từ nay về sau sẽ không trợ cấp bất kỳ đồng nào nữa. Đồng đội nghe xong thì ôm nhau khóc nức nở vì cảm động, đến anh nhà giàu cũng mừng rớt nước mắt. May mà mới nạp được mấy thằng đệ không có gì ngoài tiền nên vấn đề này anh không cần phải lo lắng, chỉ cần dạy cho bọn em cách tán gái là được. Trên du thuyền, Hoàng Anh không may bị mất chiếc dây chuyền. Thiên Hạo muốn chớp cơ hội này lấy lòng người đẹp nên ngay tối đó anh cùng đám đàn em dùng thuyền cứu sinh trèo lại vị trí trước đó để tìm. Sáng hôm sau, Thiên Hạo xuất hiện trước lớp với trang phục ngầu như bệnh nhân trốn chạy, lôi ra sợi dây chuyền nhẹ nhàng đặt vào tay Hoàng Anh, nhân tiện bon nớt luôn cho tay tóc vàng bộ rêu mang về nấu cháo. Mà Hoàng Anh thấy có người xả thân vì mình thì cảm động lắm, cô chủ động gửi thiệp mời Thiên Hạo cùng tham gia vào đội tuyển bắn súng lần này. Vài ngày sau cuộc thi chính thức bắt đầu, ông hiệu trưởng tự tin nói với đối thủ rằng năm nay đội mình sẽ chiến thắng.
Ai ngờ vừa xông trận thì cả đội lần lượt thay phiên nhau bị quân địch bắn hạ, chỉ còn một mình Thiên Hạo đang trốn vào một góc vắt lưỡi lên ngủ, tóc vàng hoe nhìn thấy thì cay không chịu được bảo anh ra lĩnh hai phát súng thua luôn về cho sớm trợ. Không ngờ lúc này Thiên Hạo mới bắt đầu thể hiện bản lĩnh, anh sử dụng kỹ năng đặc công tiếp cận một tên đưa cho hắn điếu thăng long, sau đó tẩn cho một trận vì tội học sinh mà dám hút thuốc. Tiếp đó anh lại mời hai tên địch khác uống nước dừa, sau đó dùng quả dừa đập xì khói bọn chúng luôn. Chỉ còn hai tên nữa nên Thiên Hạo quyết định đánh giáp lá cả, vì đối thủ chỉ là học sinh nên qua vài đường quyền đã bị anh hạ đo ván. Nhìn hình ảnh của Thiên Hạo lúc này, đột nhiên cô giáo có cảm giác rất quen, hình như người từng cứu mình cũng làm như thế này. Hoàng Anh cũng từ đây mà ngày càng khâm phục Thiên Hạo hơn. Còn cô giáo cũng không kìm lòng được gọi Thiên Hạo đến nói rằng tối nay tôi sẽ phụ đạo thêm cho em, vì là tình huống bất ngờ nên anh chưa kịp ứng phó. Rất may là anh bạn da đen tốt bụng đã cho mượn nguyên căn nhà. Tối hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa to tầm tã, cô giáo đến trong bộ dạng ướt nhẹp từ chân đến đầu nhìn rất chi là phấn khích. Thiên Hạo bên ngoài nhìn bóng cô giáo đang tắm vui như vớ được vàng, nhưng còn chưa sơ múi được gì thì Hoàng Anh cũng tìm đến trong bộ dạng ướt không kém. Sợ hai bên đụng độ sẽ có án mạng xảy ra nên anh đành lấy cớ đẩy Hoàng Anh vào một căn phòng khác. Cô giáo tắm xong liền muốn vạch quần Thiên Hạo ra thử xem có con ve chó giống người đã cứu mình hay không. Ai dè tiếng động làm Hoàng Anh cũng chạy ra bên ngoài, hai bên giáp mặt không nói được gì. Hoàng Anh giận dỗi bỏ ra về, mà cô giáo ở bên trong mặt cũng đang hầm hầm sát khí. Cuối cùng để che giấu thân phận, Thiên Hạo đành nói dối rằng tôi không phải là học sinh, tôi đến trường chỉ để tán tỉnh cô mà thôi. Kết quả cô giáo không nói gì cũng bỏ về nốt, cứ tưởng mọi chuyện thế là tan thành mây khói. Ai ngờ ngày hôm sau cô giáo lại hẹn gặp nói với Thiên Hạo tối nay lại đến phụ đạo tiếp. Cùng lúc này Hoàng Anh đang đi thì bất ngờ bị hai tên côn đồ khống chế. May mà Thiên Hạo nhìn qua gương cầu phát hiện ra, anh lao đến tung một cước đá văng tên ở bên ngoài, sau đó đấm xuyên cửa kính vỡ mồm tên còn lại. Trong vài đường cơ bản đã dạy cho hai tên cướp ăn no hành. Hoàng Anh một lần nữa thấy Thiên Hạo vì xả thân cứu mình mà bị thương thì cảm kích lắm. Cô không chần chừ dẫn anh về thẳng nhà mình để băng bó vết thương. Biết Thiên Hạo không hề có ý hại mình nên Hoàng Anh cũng không giấu giếm nữa. Cô nói bố mình thật ra không bị mất tích, nhưng vì trong đội cảnh sát có nội gián nên ông sẽ đến đón cô vào ngày sinh nhật. Cao chạy xa bay, Thiên Hạo để hoàn thành nhiệm vụ buộc lòng phải bỏ cuộc hẹn với cô giáo để tham gia bữa tiệc sinh nhật của Hoàng Anh. Vì thế anh đã gọi điện về cho ông sếp lớn thông báo tình hình, nhân tiện nhờ đội cảnh sát tìm cách giữ chân cô giáo bằng lý do không thể thuyết phục hơn, đó là có bưởi ngon mà không chịu chia cho mọi người. Trong bữa tiệc náo nhiệt của Hoàng Anh, Thiên Hạo phát hiện ra rất nhiều tên xăm hình Joker trà trộn vào, nhưng khi anh gọi điện báo cho cấp trên thì ông sếp lại bảo Thiên Hạo rút lui vì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Thiên Hạo vì thế đã nhận ra ông ta chính là kẻ nội gián. Anh không chậm trễ chạy vào tìm hai bố con Hoàng Anh. Đúng lúc này một tên Joker xuất hiện cầm súng tấn công. May mà Thiên Hạo kịp hộ tống hai người lên một chiếc xe phóng đi. Một lúc sau cục trưởng Đạt Văn Tây kéo theo lính bao vây ép Thiên Hạo giao ra nhân chứng. Ông ta cho rằng anh chính là nội gián dù anh có cố gắng giải thích như thế nào. Cùng lúc đó phía tòa nhà đối diện, tên sát thủ lúc trước đang dí súng vào đầu cô giáo, hắn lệnh cho Thiên Hạo phải giết bố con Hoàng Anh trong 5 tiếng đếm, nếu không cô giáo sẽ phải chết. Trước tình thế nguy cấp, Thiên Hạo không do dự bắn chết nhân chứng khiến mọi người hết sức bất ngờ. Nhưng lúc này tên sát thủ lại không giữ lời hứa, định ra tay với cô giáo. Ai dè dao chưa kịp hạ xuống đã tuột mất khỏi tay, súng rút ra còn chưa bóp cò cũng biến đâu mất. Hắn hoang mang vì rõ ràng xung quanh không hề có ai. Lúc này đám học sinh do cậu tóc vàng chỉ huy đã tìm đến, tên sát thủ không còn vũ khí nên đã bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Khi Thiên Hạo chạy lên thì hắn đã nằm yên bất động. Anh bạn da đen cũng xuất hiện với con dao và khẩu súng trên tay khoe thành tích. Lúc này thì ông sếp cũng lộ nguyên hình là một tên nội gián. Hắn định nổ súng tiêu diệt tất cả để bịt đầu mối, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đội đặc nhiệm lập tức xông vào. Theo sau là ông cục trưởng Đạt Văn Tây và bố con Hoàng Anh. Hóa ra cây súng mà Thiên Hạo dùng để bắn ông bố chỉ là súng đồ chơi mà thôi. Ông sếp biết không thể thoát tội định tự kết liễu chính mình, nhưng Thiên Hạo đã nhanh tay giật lấy. Anh chấp nhận bị thương chứ không cho kẻ xấu được toại nguyện. Sau nhiệm vụ đó Thiên Hạo được thưởng công to. Ông cục trưởng còn tặng cho anh cây nạng mà ông từng dùng, cơ mà bị đau tay chứ có đau chân méo đâu nhỉ. Cuối cùng Thiên Hạo cũng có một buổi hẹn hò chính thức với cô giáo, anh còn được cô ưu ái chở đi bằng xe đạp riêng. Đang tận hưởng cảm giác yêu đương thì một cơn gió thổi qua làm lộ nguyên hình xăm Joker sau gáy, kết quả làm Thiên Hạo giật mình nhảy xuống xe bỏ cả nạng cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng. Bộ phim đến đây là hết rồi, phim này mà có sự tham gia của Tinh Ca thì đúng là hết nước chấm. Cảm ơn các bạn đã đón xem nha, bye bye.